Like a bell cut. Thì mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các bạn, thì cố gắng hoàn thiện nhanh nhất để đưa cái WeSeaBoy 6.5 để hoạt động. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng để dành để mở cho các bạn có một cái chi nhánh ở Hà Nội, tại vì nhiều anh em vẫn còn yêu cầu mình mở chi nhánh của Hà Nội. Thì ok, thì mình thời gian tới mình sẽ cố gắng. Và chi nhánh Hà Nội thì mình bật mí là sẽ mở từ khoảng giữa năm này hoặc là tầm tháng 8, tháng 9, hơi cuối năm một xíu. Thì mình giờ tới giữa năm mình còn nhiều công việc để mình phải lo lắm, nên mình không có thời gian để mình mở được. Thì khoảng tầm nửa năm sau, khoảng tầm tháng 6 trở đi, thì mình sẽ công tác chuẩn bị để mình mở cái WC Barbershop chi nhánh 6 và đặt trụ sở. Mình quyết định chọn ở đây là ở thủ đô Hà Nội ha. Lần đầu tiên mình đến Bắc và mong tới đó thì anh em sẽ ủng hộ WC hơn, ủng hộ Quốc Cường và ủng hộ nhiều anh em nhiều hơn nữa. Cảm ơn anh em và cả nhà đã xem kênh và đã ủng hộ kênh của Quốc Cường TV rất là nhiều. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Và nhớ đặc biệt đừng có quên ủng hộ WC Barbershop chi nhánh 5 nha các bạn. Địa chỉ 204 đường Gò Dầu, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, gần Eon Tân Phú nha các bạn. Rồi, bye bye.